Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Một thông tin bất ngờ vừa được công bố xoay quanh vụ kiện tụng giữa bà Nguyễn Phương Hằng và bà Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh và ông Trần Văn Sĩ, 66 tuổi quê Vĩnh Long. Trong kết luận điều tra bổ sung đối với hai bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu không có yêu cầu bồi thường đối với hai bị can này. Trước đó, công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận điều tra, bà Hàn Ni và ông Sĩ đã có những phát ngôn xúc phạm, lăng mạ, xâm phạm tới danh dự nhân phẩm bà Nguyễn Phương Hằng cũng như công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu, các tổ chức dưới quyền quản lý của bà Hằng. Bà Hằng cho rằng các bị can xúc phạm tới danh dự nhân phẩm cá nhân mình, đồng thời gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho công ty Đại Nam và gây mất uy tín cho quỹ từ thiện Hằng Hữu, nên đã yêu cầu bồi thường thiệt hại 300 đến 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Dũng và bà Hằng chưa cung cấp các tài liệu để chứng minh thiệt hại về vật chất tinh thần liên quan đến vụ án. Kết luận điều tra bổ sung gồm hai nội dung được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ để yêu cầu làm rõ. Thứ nhất, xác minh làm rõ những phát ngôn từ tài khoản Facebook có tên Đàm Ngọc Tuyên, Huỳnh Ngọc Thiên Hương, Xóm Nhiều Chuyện, Đinh Lan và các tài khoản YouTube tên Kim Mao TV, Hoàng Ngọc, Biên Niên Tiểu Sử, Lan Đinh có phát ngôn thông tin nào sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống và làm nhục người khác hay không. Thứ hai, làm rõ những buổi phát ngôn ghi hình đăng lên tài khoản YouTube của hai bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, thì ngoài các bị can còn có người nào cùng tham gia giúp sức hay không. Khi điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định được thông tin chủ đăng ký, quản lý và sử dụng các tài khoản Facebook nêu trên, nên đã tách vụ án để tiếp tục xác minh về các hành vi vu khống làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đối với nội dung thứ hai, cả hai bị can Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đều không thừa nhận hành vi phạm tội và xác định không có ai giúp sức cho bà Hàn Ni. Đối với ông Trần Văn Sĩ, khai nhận sử dụng di động cá nhân tại văn phòng luật sư tại thành phố Cần Thơ, tự ghi hình và đăng phát 8 video clip có nội dung vi phạm trên tài khoản YouTube tên luật sư Trần Văn Sĩ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu mà không có ai giúp sức. Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube luật sư Trần Văn Sĩ, Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hàn Ni để đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến nhân phẩm danh dự uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là Nguyễn Phương Hằng. Việc này xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Từ đó, bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả điều tra xác định, Đặng Thị Hàn Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và cả đời sống riêng tư của cá nhân tổ chức trái quy định pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Còn bị can Trần Văn Sĩ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam. Đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng. Vụ kiện cáo giữa bà Hàn Ni và bà Phương Hằng được đánh giá là vụ án hy hữu trong lịch sử tố tụng. Đây là vụ án được giới chuyên gia đánh giá là lạ lùng và vô cùng hy hữu, khi vụ án lời qua tiếng lại trên mạng xã hội được dư luận đặc biệt quan tâm. Hy hữu ở chỗ các bị can thành bị hại thành bị can. Nhà báo Hàn Ni gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, bà Ni thành bị hại, bà Hằng thành bị can. Bà Hằng gửi đơn tố cáo bà Hàn Ni, bà Hằng thành bị hại, bà Hàn Ni thành bị can. Nhưng có điều đáng lưu ý đó là hai bị can, bị hại này đều đã bị bắt tạm giam để điều tra về cùng tội danh, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2017. Sau gần một năm kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, ngày 24 tháng 2 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni cũng về tội danh nói trên. Trong vụ án này, bà Nguyễn Phương Hằng được xác định là bị hại.
Việc bà Hằng Ni bị bắt đã tạo ra một cuộc tranh cãi lớn trong dư luận xã hội. Mặc dù vẫn có một số người ủng hộ Hằng Ni, cho rằng bà không phải là người có ý định gây tổn hại và cần được tha thứ. Tuy nhiên, cũng có không ít phản hồi từ cộng đồng mạng đều chỉ trích bà Hằng Ni vì đã vi phạm luật báo chí và quy tắc đạo đức người làm báo. Kinh tế thị trường ngày càng phát triển sẽ hình thành một tầng lớp doanh nhân có tiềm lực về kinh tế, giàu về trí tuệ và văn hóa, có đạo đức và trách nhiệm cao với xã hội. Họ không chỉ đóng góp cho xã hội những giá trị kinh tế, mà càng ngày tầm ảnh hưởng của họ càng lớn, chi phối cả tới những giá trị, văn hóa, tư tưởng. Những việc làm an sinh xã hội của bà Phương Hằng là đáng trân trọng, thể hiện thông qua việc giúp đỡ cộng đồng, ủng hộ các hoạt động từ thiện, quyên góp tiền cho các tổ chức xã hội. Song khi soi chiếu với những phát ngôn của bà Hằng trong thời gian qua, nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho những gì mà trước đó bà đã gây dựng. Khi hội nhập sâu với quốc tế, quan hệ văn hóa với thế giới có thể sẽ có cường độ còn mạnh hơn. Nếu lệch chuẩn, chúng ta sẽ phải trả giá, mà cái giá phải trả trong văn hóa cao lắm, có khi vài thế hệ chưa chắc đã khắc phục được. Lịch sử tố tụng nước ta đã từng đưa các thánh chửi ra tòa và xử lý nghiêm minh vụ việc này là việc làm tiếp tục của công cuộc lập lại trật tự xã hội. Là một luật sư, một nhà báo có tiếng, dư luận đặt câu hỏi, vì sao bà Hằng Ni bị bắt? Song quá trình điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định bà Đặng Thị Hằng Ni đã đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông Dũng và bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng. Để lý giải thêm về những thắc mắc nêu trên, hãy xem một thông tin đăng tải trên tài khoản cá nhân của bà Hằng Ni. Chẳng hạn như, dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng, mình sắp làm tề thiên rồi, nghe nói có người khen mình búng tay là bay quỹ hàng học, phẩy cái là bay nhà máy oxy, hát hay là bay luôn nhà máy găng tay. Quỹ hàng học là cách bà Hằng Ni miễn mai, quỹ học bổng Hằng Hữu của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Nhà máy găng tay là nhà máy chuyên sản xuất găng tay y tế Nitri, công ty cổ phần Globe Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng. Nhà máy oxy là 7 nhà máy sản xuất oxy mini của ông Huỳnh Uy Dũng. Ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm thực hiện. Khai tại tòa, bà Đặng Thị Hằng Ni cho rằng cáo trạng không nêu hành vi giúp sức của ông Huỳnh Uy Dũng chồng bà Hằng, trong khi ông Dũng có những phát ngôn giúp sức cho bà Hằng xúc phạm người khác. Khai tại tòa, bà Đặng Thị Hằng Ni cho rằng cáo trạng đã nêu không đầy đủ, không nêu hành vi giúp sức của ông Huỳnh Uy Dũng chồng bà Hằng. Ông Dũng đã từng ngồi livestream với bà Hằng và có những phát ngôn giúp sức cho bà Hằng xúc phạm người khác. Bà Đặng Thị Hằng Ni dẫn chứng những câu như: "Tôi ủng hộ vợ tôi đi khiếu nại tới cùng. Bán một căn nhà không đủ thì bán hai căn nhà để khiếu nại." Bốn bị cáo đã giúp sức cho bà Hằng gồm ông Đặng Anh Quân, sinh năm 1978, tiến sĩ luật; bà Nguyễn Thị Mai Nhi, sinh năm 1983, trợ lý của bà Hằng; Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1992, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam; Huỳnh Công Tân, sinh năm 1994, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam. Khai tại tòa, bà Hằng cho biết bản thân chỉ biết bà Trương Việt Hà do là bạn, còn những cá nhân khác không quen biết từ trước. Cáo trạng xác định hành vi là đúng, nhưng cáo trạng lại không nêu ra nguyên nhân nguồn cơn của sự việc. Bà Hằng cho biết câu chuyện bắt đầu từ việc làm từ thiện trong vụ việc của ông Võ Hoàng Yên. Bị cáo là bị hại, bị rất nhiều người, hàng chục hàng trăm người tấn công trên mạng, xúc phạm bị cáo. Không lẽ bị cáo phải trình cho hội đồng xét xử xem những tin nhắn bị cáo bị người khác xúc phạm? Khi bị người khác tấn công, bị cáo đã không kiềm chế được cảm xúc nên đã lên mạng livestream phát ngôn. Bị cáo Hằng nghẹn ngào khi trình bày. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đều khai nhận đã hỗ trợ cho bà Hằng thực hiện các buổi livestream và cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết hành vi đang thực hiện là vi phạm pháp luật. Đối với ông Nguyễn Đình Kim, khai tham gia livestream 2 buổi với bà Hằng vì là ông người đang bảo vệ cho các bị hại trong vụ việc của ông Võ Hoàng Yên xảy ra tại Bình Thuận nên tham gia chung với bà Hằng là để khuyến cáo mọi người không nên chữa bệnh theo phương pháp của ông Yên. Về phần bồi thường thiệt hại, luật sư của ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh thay đổi mức bồi thường về vật chất từ yêu cầu 30,9 tỷ đồng xuống còn 2,3 tỷ đồng.
Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chỉ yêu cầu bà Hằng xin lỗi công khai tại tòa và trên truyền thông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!